Chào mừng các bạn đã quay lại với Cẩm Năng PUBG Mobile. Trong tập ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với bảng xếp hạng 8 kỹ năng chế độ mặt trận chiến tuyến. Bên cạnh đó, phân tích ưu, nhược điểm và cách vận dụng các kỹ năng vào thực chiến trong PUBG Mobile nhé. Ở vị trí đầu tiên, phân tích khu vực chơi. Vòng bo là một yếu tố rất quan trọng trong việc thắng thua. Nó sẽ giúp bạn dự đoán chính xác vòng bo tiếp theo là ở đâu, rất phù hợp khi chơi với đồng đội, hỗ trợ việc lên chiến thuật dễ dàng hơn, đặc biệt là cách vòng bo cuối. Hoặc khi bạn chơi một mình sẽ tìm ra vị trí cam dễ dàng hơn. Kỹ năng tốt nhưng sẽ có giới hạn tối đa là 3 lần sử dụng, nên bạn hãy tận dụng nó một cách hợp lý nhé. Thứ hai, quét trang bị. Như tên gọi của nó, bạn sẽ quét trong phạm vi nhất định và đánh dấu vị trí các vật phẩm cao cấp một cách nhanh chóng. Nó sẽ giúp bạn có được nhiều trang bị hơn người chơi khác hoặc đội của bạn có trang bị đầy đủ và nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, điều cũng là nhược điểm, rất có thể bạn gặp trường hợp tranh đồ với đồng đội hoặc gặp phải khu vực đã bị loot sạch đồ. Vậy nên, bạn có thể sử dụng ngay khi hạ cánh để lấy trang bị nhanh nhất có thể nhé. Thứ ba, truy vết. Với kỹ năng này, bạn có thể đánh dấu kẻ địch khi gây sát thương cho họ, giúp cho việc truy lùng và hạ kẻ địch dễ dàng hơn. Nhưng có một nhược điểm nhỏ là thời gian theo dõi chỉ 5 giây, nên bạn cần đánh nhanh thắng nhanh, không thì sẽ mất dấu kẻ địch. Và nếu xung quanh có nhiều kẻ địch mà bạn bắn trúng thì sẽ khá khó để quan sát ai là người mình cần tập trung. Vì vậy, kỹ năng này phù hợp với những đội nhóm, giúp bạn càn quét kẻ địch nhanh chóng và yểm trợ cho nhau nếu đối phương có kỹ năng giống như vậy. Thứ tư, khói chữa trị. Ưu điểm của nó khá rõ ràng, vừa hồi máu, vừa giao tranh mà còn có thể dùng làm nơi ẩn nấp. Nó có thể hồi máu cho nhiều người cùng một lúc, bạn và đồng đội của bạn này. Nhưng bên cạnh đó, nó sẽ làm giảm tầm nhìn đáng kể, nếu không tinh mắt trong giao tranh sẽ rất dễ thua và kẻ địch có thể dễ dàng hạ gục bạn. Vậy nên, hãy cân nhắc dùng khi đánh cùng đồng đội, đặc biệt là những lúc giao tranh dài hơi nhé. Thứ năm, thính phương tiện. Như tên gọi của nó, bạn có thể có một phương tiện mọi lúc mọi nơi và rất hợp với những người chơi hệ solo đi loot đồ dạo. Nếu bạn chơi cùng đồng đội thì nên có một người đang có sử dụng kỹ năng này để chạy bò dễ dàng hơn. Nhưng mà đôi khi bạn sẽ gặp tình trạng là vừa gọi xe xong, đi được một đoạn thì bạn thấy phương tiện trên đường. Và kỹ năng này cũng chỉ phù hợp cho các map lớn, khu vực ít phương tiện, chứ map nhỏ thì hầu như không cần dùng tới. Thứ sáu, tàu lượn búp bê. Chắc các bạn cũng đã từng thử hoặc thấy một lần rồi, sử dụng kỹ năng này rất vui mà còn hữu ích nữa. Bạn nhảy núi sẽ không bị chết này, nhảy giữa các tòa nhà, nhức cửa sổ với nhau một cách dễ dàng. Bạn có thể dùng cách này để công địch bất ngờ mà còn ngầu nữa. Nhưng cũng với ưu điểm này mà tàu lượn khá to, rất dễ bị phát hiện và có thể bị bắn hạ trong quá trình bay. Vậy nên hãy quan sát thật kỹ trước khi sử dụng kỹ năng này bạn nhé. Kỹ năng này phù hợp với các bạn chơi solo nhưng vẫn có thể dùng với đồng đội và sử dụng như một mối nhử. Thứ bảy, chợ đen. Đây là một kỹ năng rất hợp với đội nhóm khi mà một y tá rất cần. Mua trang bị mọi lúc mọi nơi là cách hoạt động của nó. Bạn có thể dùng nó khi bạn hoặc đồng đội hết đạn, hết máu này. Nếu bạn là người chơi solo, nó cũng sẽ giúp bạn mua các vật phẩm cần thiết. Nhưng bạn cũng nên nhớ là thời gian xuất hiện khá ngắn, nếu bạn lựa chọn lâu thì sẽ không hiệu quả đâu. Và một lưu ý nữa, đó là bạn cần chuẩn bị xu cửa hàng nhé. Nếu không, bạn sẽ chả mua được gì đâu. Cuối cùng là ba lô may mắn, bạn sẽ chuyển đổi vật phẩm vô dụng thành hữu dụng và sau đó bạn sẽ có một vật phẩm tốt hơn. Kỹ năng này khá phù hợp khi bạn hoặc đồng đội cần thay đổi vũ khí phù hợp hơn, nhưng nó giới hạn ở 5 lần và việc chuyển đổi này cũng hoàn toàn ngẫu nhiên. Vậy nên, bạn hãy cân nhắc trước khi sử dụng kỹ năng này nhé. Và đó là tất cả về ưu, nhược điểm của các kỹ năng trong mặt trận chiến tuyến. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hy vọng rằng video này sẽ có ích cho bạn. Nếu bạn thấy hay, hãy để lại một like, một subscribe để theo dõi các video sau bạn nhé. Còn bây giờ, vào ngay PUBG Mobile để cùng trải nghiệm chế độ này bạn nhé.